Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá thử game đầu tiên nha. See you here. Vào đây, let's go. Ok. Wow, anh chàng see you here đang ở kia. Ok, mình sẽ chạy ra đây. Đây là một tấm bản đồ. Tiếp tục nào. Wow, let's go. Tiếp tục sang bên đó tiếp. Ok. Một chiếc chìa khóa. Sau đó thì mình sẽ mở cái cửa ra. Chạy ở đây nào. Con gì up. Oh my god. Ở đây thì các bạn sẽ phải đi tìm một con thuyền. Sau đó thì sẽ tẩu thoát khỏi nơi này. Hòn đảo mà của ông Sid kia. Đây rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Hotel Titan. Let's go. Ok, let's go. Wow, mình bắn mà ông ta gọi là không trúng luôn. Ok. Wow.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ 3, Goji. Let's go. Rồi, mở cánh cửa ra nào. Wow, có một con yêu quái. Cái này như mình nghĩ như kiểu là Smile. Nó cứ kiểu như là nó đúng như kiểu Smile ở ngoài đời thật. Rồi mình sẽ động vào những cái này xem có gì không. Không có gì ở đây. E5281 bắt luôn. Ok, wow, nó vẫn chạy được. Wow. Cái này là màu xanh. Các bạn phải có cả viên đạn màu xanh. Rồi ok, mình sẽ lên trên đây. Thank you.
Rồi ok, mình sẽ hút tiếp. À đây. Oh my god. Đây như là con đầu đàn. Nó đang làm gì đó. B, cái này phải có mật mã các bạn nhá. Các bạn phải tìm mật mã. Rồi mình sẽ lên trang này xem như thế nào. Let's go. Mình nó hút cái gì ở dưới đây? Hay là mình có cái bánh này cho nên nó đang hút cái bánh? Phòng này mình đã kiểm tra rồi. Với phòng này thì cần phải có mật mã. Đó, các bạn cứ đi xung quanh, sau đó tìm những mật mã rồi mở các phòng ra. Sau đó thì các bạn sẽ tìm cách để tiêu diệt con Smile này. Ok, rồi, và mình sẽ chuyển sang cái thứ tư. This coming. Đã thành công. Let's go. Anh Trang này đang ở dưới. Không vì gì à? Tiếp tục nào. Được 300 vàng. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo.
Pika y Santa. Let's go. Của ra sơ. Ok, và mình sẽ phải tìm cách để thoát khỏi ngôi nhà này. Okay. Rồi các bạn sẽ lắp hai cái này vào. Lúc đó các bạn sẽ lấy được một chiếc chìa khóa white key. Cái đỏ này nữa. Let's go. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ xuống tầng hầm, mở tiếp chiếc chìa khóa Orinka. Ở trong này thì sẽ có một chiếc chìa khóa Yellow Key và một chiếc búa Hammus. Xuống rất là nhanh. Mình phải giữ tay ngay, sau đó thì mình mới lấy được.
Ok, đã thành công. Và bây giờ thì mình sẽ sang kênh tiếp theo. SCB 6789 Sirenia. Let's go. Đọc vào lên. Listen. Skip. Và mình sẽ vào trong ngôi làng này và tìm kiếm những món đồ, sau đó thì để tàu thoát khỏi nơi đây, tại vì chiếc xe của mình đã hỏng rồi. Và trong ngôi làng này sẽ có Obsidian, nên các bạn phải cẩn thận. Ok, đây là một thứ gì đó hỏng. Một bình sao. Chị đi ra đây rồi, chạy thôi. Mình sẽ đổ xong vào trong xe này. Ok. Bây giờ phải tìm một chiếc bánh. Và còn nữa, mình phải tìm một chiếc camera chụp ảnh cái xin kia này. Bánh đây rồi. Rất là tối luôn, rất khó nhìn. Và các bạn phải cẩn thận, See the Here nó sẽ ở gần đây. Rất là khó nhìn luôn. Oh my gosh, đi rồi. Hoặc lúc đó các bạn có thể giữ con See the Here đi sâu bên trong, sau đó thì các bạn nhắm chỗ nào to, rồi các bạn sẽ phải quay đi thật nhanh thì sẽ không bị đau mắt. New game. New patch. Ok. Skip. Tao đã để một cái gì đó trong này, một chiếc chìa khóa. Ok, đây là chiếc chìa khóa này, các bạn mở căn phòng ra. Chào mừng các bạn đến với tựa game Deep Park. Ok, một tấm vé đi tàu. Vào đây, mình sẽ để tấm vé tàu trong này. Tàu lâm xuống dưới đây và đã để rơi một những chiếc gỗ, và các bạn phải nhặt những tấm gỗ này.
an toàn như đầu gần đây. Khi chúng ta đến gần thì nhịp tim các bạn đập rất là nhanh. Ông ta đây. Mong sao ông ta không nghe gì. Rồi, khi chúng ta đi xa, các bạn sẽ ra đây. Không hiểu sao ông ta lại đứng ở chỗ này với Tài chứ. Đây rồi, điện tao phát hiện rồi. Không biết mình có kịp không. Chạy tiếp. Sau đó mình lại quành lại và ấn vào trong ngôi nhà này. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Horror House. Đây là một tựa game ma kinh dị. Và các bạn sẽ ở trong một ngôi nhà ma. Một chiếc chìa khóa. Hiện tại đang là 2:36 phút. Rồi mình sẽ vào đây. Ok. Why do you seem so scared? All I wanted to do is play with you. Please come and play with me. I'm so lonely. You're not afraid of the dark, are you? Don't be afraid. Come with me. I will show you where I play hide and seek. Do you want to play hide and seek? You hide, and I'll find you. You're going to die in there. Có một con ma ở đây. Không biết nó đi đâu. Cửa này không mở được. Và cửa này cũng không. Bỏ hình như đang chỗ này. Không biết đang đi đâu. Đây có vẻ như là một vụ chết oan. Ok, và các bạn sẽ phải tìm tất cả trong căn nhà này. Những thứ gì cần dùng được. Điều các bạn chạm vào con ma này, các bạn sẽ phải trở lại.
rất là nguy hiểm luôn. Và các bạn sẽ đợi đi, sau đó các bạn sẽ tìm ở xung quanh đây những món đồ cần thiết, một chiếc chìa khóa. Chiếc chìa khóa này không biết là mở đâu đây. Đi vào phòng khách đi rồi. Đó, và các bạn sẽ đi tìm những món đồ khác và đi vào trong căn phòng. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. See you here. Let's go. Ok, và tựa game này thì các bạn sẽ là những anh chàng Kerry và Danny sẽ phải đi thu thập. Rồi, mình sẽ xem cửa ra vào ở đâu. Wow, căn phòng này rất là to luôn. Đây rồi, lối ra đây. Đi đường này xem. Anh chàng kia đã 9 người rồi. Oh my god. Mong sao mình bắt được anh ta. Ở đây thì là 14 người. Wow. Ok, đã thành công. Rồi, sau đó thì mình sẽ lên trên này. Nhóm này 15 người. Đây rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Này như kiểu là các bạn là một thám tử. Không có gì đây. Không có gì chỗ này. Rồi, mình sẽ ra ngoài. Hiện trường vụ án mình đang tưởng tượng ra. Ở đây có những vệt máu chảy xuống. Wow. Oh my god. Cái này cần một chiếc chìa khóa mới mở được.
bút chân có máu. Ok, đó các bạn cứ đi, sau đó thì tìm tất cả những chiếc chìa khóa rồi mở ra. Ở trong này có tiếng đập cửa, rồi mình sẽ xuống ở trong đây. Nếu các bạn không trốn vào mà các bạn ra luôn thì sẽ bị con này giết chết. Đó, rất là nguy hiểm luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Basis Stone. Let's go. Start game. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject. You're doing fantastic. Good one. Problems, good one. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. Now it's time to sweep, sweep, sweep. Ở từ game này thì các bạn sẽ phải đi xung quanh ngôi trường này và tìm tất cả là 7 cuốn sách trong các căn phòng. Cuốn sách này là cuốn sách thứ 4. Looks like it's sweeping time. Let's go. Mình sẽ đợi hồi rủ nộ. Ok. Tiếp tục là và còn một cuốn sách nữa thôi. Looks like it's sweeping time. Oh my god, sweeping butter. Wow. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Máy đi. Option. Let's go. Play. Free stay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ mở những cái cửa ra. Cái này điều khiển thì nó hơi khó hơn một chút các bạn nhá. Nó rất là nhanh, cái Gravity. Chú chị bà ta đã nghe tiếng ở chỗ này rồi. Ok. Đứng lên nào. Where are you? Thank you.
Ok. Oh my gosh, bà ta nhanh quá. Quá nhanh luôn. Wow. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.